cụ bây giờ chị cảm giác da mặt chị nó căng bóng mà nó nhẹ nhàng, nó ý chị xâm lớn hơn là những cái dụng cụ phương pháp tiêm mà bây giờ thì đã hot thì chị cảm thấy là vâng, cũng rất là cảm ơn chị chương trình mình vui vẻ, cảm ơn chị rất là nhiều.